Đây, xin chào các bạn. Đây mình có một bé Aigu Baby bị bệnh này, mắc chứng teo đuôi này, đuôi nhỏ này. Teo top đi. À, bữa trước nó sắp chết rồi. Thế là mình cố gắng chữa cho nó. Cố gắng cho nó ăn, mình không không chữa bằng thuốc nữa. Mình trước thì mình chữa bằng thuốc cho một bé khác thì khỏi. Giờ này mình chữa cho bé này không bằng thuốc mà bé vẫn hồi phục khá tốt. Mình cho ăn sữa, uống sữa và ăn chuối khá tốt. Cái này khi nó ăn được chuối với cả uống được sữa thì nó lại hồi phục rất là nhanh đó. Bụng no lại mình cho ăn chuối. Hiện teo đuôi là nó sẽ teo dần yếu dần không ăn và chết. Nhưng bữa nay thì giờ ăn khỏe lắm, chịu ăn lắm. Có thể là đuôi của bé sẽ hồi phục lại. Chữa bằng thuốc thì hơi phiền phức, mình nhồi nhét cho nó rất là mệt. Mình mang bé làm chuột bạch thì thấy khá là ngon lành đấy. Có thể chúng ta lần sau chữa bệnh cho đuôi không không cần thuốc nữa, ép cho ăn tốt là được, ăn nhiều chất lên. Mình cho uống sữa uống ác lắm, ăn chuối nữa, bụng căng hết rồi, giờ không uống. Uống bay. Mình sữa cu thọ cho uống. Có lẽ mình sẽ đó. Banh miệng ra, banh cho nó hả miệng ra, rồi mình đổ sữa vào. Như bụng nó no cả. Đó, xong phơi nắng cho nó nữa là khả năng hồi phục rất cao rồi, nhanh nhẹn lắm. Bữa trước là từng sắp chết rồi. Rồi khá là nhanh nhẹn, chạy nhảy rất là ghê. Khỏe nhà con. Đó. Hy vọng là một tuần nữa là sẽ lành lạnh, đuôi sẽ to lên. Chắc cũng lâu, một tuần chắc không được rồi. Cái teo của khá nặng đấy, chứ là khá nặng, nằm bệt một chỗ rồi. Thôi, phê tiếp đi. Banh miệng ra, banh cho nó hả miệng ra, rồi mình đổ sữa vào. Như bụng nó no cả. Đó, xong phơi nắng cho nó nữa là khả năng hồi phục rất cao rồi, nhanh nhẹn lắm. Bữa trước là từng sắp chết rồi. Chữa bằng thuốc thì hơi phiền phức, mình nhồi nhét cho nó rất là mệt. Mình mang bé làm chuột bạch thì thấy khá là ngon lành đấy. Có thể chúng ta lần sau chữa bệnh cho đuôi không không cần thuốc nữa, ép cho ăn tốt là được, ăn nhiều chất lên. Mình cho uống sữa uống ác lắm, ăn chuối nữa, bụng căng hết rồi. Đây, xin chào các bạn. Đây mình có một bé Aigu Baby bị bệnh này, mắc chứng teo đuôi này, đuôi nhỏ này. Teo top đi. À, bữa trước nó sắp chết rồi. Thế là mình cố gắng chữa cho nó. Cố gắng cho nó ăn, mình không không chữa bằng thuốc nữa. Mình trước thì mình chữa bằng thuốc cho một bé khác thì khỏi. Giờ này mình chữa cho bé này không bằng thuốc mà bé vẫn hồi phục khá tốt. Mình cho ăn sữa, uống sữa và ăn chuối khá tốt. Cái này khi nó ăn được chuối với cả uống được sữa thì nó lại hồi phục rất là nhanh.
Đó, bụng nó no lại mình cho ăn chuối này. Hiền teo đuôi là nó sẽ teo dần, yếu dần không ăn và chết. Nhưng bữa nay thì giờ ăn khỏe lắm, chịu ăn lắm. Có thể là đuôi của bé sẽ hồi phục lại. Giờ không uống. Uống bay. Mình sữa cu thọ trầu không? Có thể mình sẽ đó.